Xin chào tất cả anh em nhé. Đây là cái hôm lươn này mọi người, trúng lươn này. Hiện tại thì mình đang làm rất là nhiều. Đấy, cũng đang chuẩn bị vào mùa lướt rồi. Mùa bẫy lươn rồi. Đây mọi người thấy chưa? Đây là cái hôm dùng cho 48 này, phi 48. Xe mình bay lại rất là đẹp này. Đây là cái ống 60. 60 là to hơn này. Đấy, rất là bự. Rất là đẹp. Có một cái độ trớn cho con lươn nó vào rất là tốt này. Đấy thì anh em bà con nào có nhu cầu thì cứ alo với mình qua số điện thoại cũng như là Zalo 096 9911694 nhé. Mình giao hàng cho mọi người toàn quốc, mọi người cứ alo cho mình. Để mình làm cho nhé. Giá rất là rẻ rẻ. Đấy, rất là đẹp. Này. Chào mọi người.